Tử vi tuổi Ất Hợi sinh. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Ất Hợi là những người có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt. Một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ kiên trì đến cùng. Chừng nào chưa chinh phục được mục tiêu, họ sẽ không dừng lại. Họ thích hợp tham gia vào công việc tập thể. Tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của tuổi Ất Hợi luôn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao. Những người này biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Dù rất bận rộn với công việc, nhưng họ vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc tổ ấm cho mình. Năm 2020 là thời điểm mà nền kinh tế bị khủng hoảng do dịch bệnh hoành hành, khiến mọi thứ đều bị trì trệ. Nhờ đức tính kiên trì, không ngại khó, ngại khổ của mình mà tuổi Ất Hợi sang năm 2021 dần nhận lại được thành quả. Bước sang năm 2021 là thời điểm mà tuổi Ất Hợi phát triển rực rỡ nhất. Công việc phát triển, mọi kế hoạch, đầu tư và kinh doanh đều thuận lợi. Từ đó tài vận cũng tăng lên chóng mặt, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Ất Hợi có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Ất Hợi trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Ất Hợi, nam mạng vận trình không được bằng phẳng. Dịch mã khiến công việc của bạn gặp nhiều biến động. Bạn có thể sẽ phải thường xuyên đi công tác hoặc đi làm ăn xa. Điều khách gây áp lực về tinh thần mà sức khỏe gặp tổn hại, người này cần phải nâng cao cảnh giác. Bước sang năm 2021, nam giới tuổi Ất Hợi sẽ bước sang tuổi 26. Vận may năm nay có nhiều xáo trộn, cuối cùng có đạt được kết quả tốt đẹp gì hay không? Thực tế, hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của từng cá nhân. Khuyết điểm lớn nhất của họ là không có lý tưởng và mục tiêu, luôn trong trạng thái mông lung, sẽ bỏ cuộc. Năm nay phải bỏ tính tình cầu thả, chưa kể phải nỗ lực rất nhiều, tốt nhất đừng quá sa đọa, chăm chỉ kiếm tiền, tích cực giải quyết các vấn đề trong quan hệ tình cảm, phấn đấu lập gia đình càng sớm càng tốt. Vận trình tổng thể của nữ Ất Hợi có chiều hướng đi lên. Về mặt công việc sẽ có được một số cơ hội thăng tiến, tuy nhiên sẽ có kẻ tiểu nhân cản trở, đi đâu cũng phải cẩn thận. Đừng quá hy sinh trong công việc, hãy chỉ làm việc của mình để người khác không thể lợi dụng được bạn. Vận đào hoa của nữ tuổi Hợi khá hơn năm ngoái. Người độc thân thì tìm được ý chung nhân, nửa kia của bạn rất tốt. Bản thân cô gái tuổi Hợi cũng không tệ, có thể tự tin và rộng lượng hơn để có được sự tôn trọng của đối phương. Sự nghiệp được cải thiện, may mắn sẽ có tăng lương nho nhỏ, tài vận tương đối lý tưởng, mua được nhà lầu, xe hơi. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Ất Hợi sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Ất Hợi qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Ất Hợi, nam mạng về sự nghiệp, nam tuổi Hợi sinh năm 1995 sẽ có vận trình hanh thông. Về tổng thể, họ sẽ đặc biệt thảnh thơi và không gặp quá nhiều khó khăn. Hoạt động của công ty đang ở trạng thái tốt, chỉ cần chú ý làm việc chăm chỉ vào các ngày trong tuần là có thể được tăng lương. Nam tuổi Hợi rất tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách nhiệt tình và rất được lòng mọi người.
Vì vậy, trong năm nay, bạn có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ bí mật từ quý nhân để có được những dự án và cơ hội tốt hơn, thậm chí có thể đạt được sự thăng tiến trên cương vị của mình. Các bạn cần phải nắm bắt cơ hội, không ngừng nâng cao kỹ năng làm việc cá nhân, phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp. Còn về sự nghiệp của nữ tuổi Ất Hợi thì trong năm 2021, bạn sẽ gặp được sự giúp đỡ quý báu trong công việc. Một số vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết. Vì thể hiện xuất sắc nên giữa năm bạn sẽ có được cơ hội thăng tiến. Nữ tuổi Hợi tuy có sự phát triển tốt trong sự nghiệp nhưng trong quá trình đó sẽ khơi dậy sự bất mãn từ người khác và dễ kích động kẻ tiểu nhân. Vì vậy, bạn phải luôn giữ bình tĩnh, làm tốt công việc kinh doanh của mình, không tham gia vào các cuộc đấu đá công khai và bí mật giữa các đồng nghiệp và không bàn bạc đúng sai của người khác sau lưng. Trước những lời khiêu khích của người khác, hãy cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không rơi vào bẫy của đối phương và ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Để có thể kích hoạt tài lộc và tăng may mắn thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ tăng phúc, cải mệnh, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc. Đồng thời, trong quá trình phát triển sự nghiệp, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Đặc biệt, vòng còn giúp xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân quấy rối trong quá trình bạn phát triển sự nghiệp. Về mặt tài lộc, về tài chính, trong năm 2021, nam tuổi Hợi sẽ có tiền bạc sùm sình và về cơ bản sẽ không có gặp cảnh túng quẫn, không có tiền tiêu. Thu nhập từ tài chính khả quan, khá ổn định, cộng thêm hoa hồng, cho nên thu nhập có đáng kể. Nam Tân Sửu tuổi Ất Hợi có thể có cơ hội phát tài. Đó có thể là thu nhập kiếm được bên ngoài công ty hoặc có thể là các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản được mua mang lại lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên quá keo kiệt về tiền bạc. Khi thấy người gặp khó khăn, phải kịp thời ra tay giúp đỡ thì mới có thể duy trì được của cải. Còn đối với nữ tuổi Hợi thì mặt tài lộc có tốt hơn nam mệnh. Do công việc phát triển tốt nên tiền lương và tiền công sẽ tăng nhẹ, các khoản đầu tư và quản lý tài chính sẽ có lợi. Ngoài ra, nữ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có thể kiếm được nhiều tiền nhờ tài bay, vạn gió, có thể giúp họ hiện thực hóa mong muốn mua nhà, tậu xe. Tuy nhiên, cần lưu ý khi muốn mua nhà, cô gái tuổi Hợi phải lưu tâm nhiều hơn, tham khảo một số bất động sản và cố gắng mua những căn nhà hiện có. Nếu mua những bất động sản trái quy hoạch, tốt nhất bạn nên chọn những chủ đầu tư uy tín. Đừng tin trên trời rơi xuống, kẻo bị lừa gạt dẫn đến tiền mất tật mang. Có thể trong năm 2021, nguồn tài chính của tuổi Ất Hợi có nhiều thay đổi lớn, nhưng mọi sự đều cần sự may mắn. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí của nhà Phật này sẽ giúp tăng cường may mắn, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, phòng còn có thể chiêu mời quý nhân và tương trợ bảo vệ công việc, đầu tư, kinh doanh của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ. Về mặt tình cảm, về tình cảm, trong năm 2021, những bạn nam Ất Hợi đã kết hôn có thể xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì tình cảm vợ chồng. Hai bạn phải thỏa hiệp và hiểu nhau, không quan tâm đến những chuyện tầm thường thì mới có thể hòa hợp. Đồng thời, bạn cũng nên thoải mái hơn với vợ của mình. Đừng tỏ ra quá máy móc, dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho việc nhà và chăm sóc cho con cái. Những người bạn độc thân có thể không gặp nhiều may mắn, xung quanh không có người thân hay bạn bè đáng tin cậy giúp giới thiệu. Muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì bạn phải chăm chỉ mở rộng vòng kết bạn và quen thêm nhiều bạn khác giới. Đối với nữ Ất Hợi thì về chuyện tình cảm trong năm 2021 là rất tốt. Nhân duyên của người độc thân trong năm nay tăng lên rất nhiều, sẽ thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, để mối quan hệ tình cảm phát triển thuận lợi, cô gái tuổi Hợi nên chú ý ăn mặc, có thể thay đổi phong cách ăn mặc, trang điểm phù hợp. Sự thay đổi này sẽ khiến cô gái cầm tinh con lợn, tự tin hơn và có thể chọn được những người đàn ông xuất sắc. Tình cảm giữa những cô gái tuổi Hợi và người yêu tương đối ổn định. Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng họ vẫn mặn nồng như thuở mới cưới, không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ bên ngoài. Tình cảm gia đình hòa thuận, không có gì đáng lo ngại. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều không có bước chuyển biến lớn, còn xảy ra mâu thuẫn. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn.
Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe, về sức khỏe, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 nên nghỉ ngơi hợp lý. Dù căng thẳng đến đâu cũng nên đảm bảo ngủ đủ giấc vào ban đêm. Về chế độ ăn uống, không nên ăn hàng thường xuyên, không nên ăn uống bừa bãi, thức ăn không được quá nhiều dầu mỡ, cố gắng tập trung vào các món bổ nhẹ và ấm. Việc ăn uống không phù hợp này tuy không đe dọa đến tính mạng nhưng sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Đồng thời, các chàng trai tuổi Hợi có thể đăng ký cho mình các khóa tập gym trong năm nay và đến phòng tập thể dục để đổ mồ hôi nhiều hơn khi bạn khỏe và bạn chắc chắn sẽ cải thiện thể lực. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các cá nhân phải có ý thức an toàn cao. Ví dụ như khi đi ra ngoài, họ phải tuân thủ luật lệ giao thông và cố gắng không đi ra ngoài trong thời tiết xấu. Các cô gái Quý Hợi cũng nên chú ý trong cuộc sống hàng ngày phải hình thành thói quen ăn uống điều độ, không nên ăn kiêng để giảm cân. Điều này rất có thể hại cho cơ thể. Bạn có thể điều chỉnh cân nặng của mình thông qua việc tập luyện và ăn uống hợp lý. Năm 2021, bản mệnh nên chú ý nhiều đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến và những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, năng lực tam hợp khí giúp bạn đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.